Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Khỏe mạnh là nền tảng để phát triển trí não. Bé không chỉ cần DHA mà còn cần hấp thu tối ưu và sức đề kháng tốt. Numax cung cấp DHA, ARA, Bifidus giúp hấp thu tối ưu và lactoferrin tăng sức đề kháng. Numax có khỏe mạnh mới thông minh. Numax yêu thương là chăm sóc bé mỗi ngày. Đổi nắp Numax ngay hôm nay để có trọn bộ quà tặng tình yêu cho bé từ nay đến 15 tháng 6. Xin xem chi tiết trên báo và tờ rơi. Thông minh, khỏe, cao. Trở thành siêu nhân với Frisbee. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Khoa học chứng minh, khỏe mạnh là nền tảng để phát triển trí não. Bé không chỉ cần DHA mà còn cần hấp thu tối ưu và sức đề kháng tốt. Numax không chỉ cung cấp DHA, ARA mà còn có Bifidus giúp hấp thu tối ưu và lactoferrin tăng sức đề kháng, làm nền tảng để bé phát triển sức khỏe và trí tuệ toàn diện. Numax khỏe mạnh hơn, thông minh hơn. Numax sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ba bông hoa. Numax Angel Bar với hệ dinh dưỡng NAS chứa men tiêu hóa đặc chế giúp trẻ hấp thu tối đa, phát triển vượt trội. Numax Angel Bar. Với gói thịt hầm được chế biến từ thịt tươi nguyên chất và sợi miến làm từ hạt đậu xanh bổ dưỡng, lại thêm nhiều rau tươi, muốn ăn liền tiếng vang, lấy đòn rồi chắc quan.